Vinh, ngủ tao với mày. Sao nữa? Tao nghe lời mày, tao mua chiếc Vespa để ô tô có gái có người yêu. Đúng là xe đẹp mà. Mày giờ tao có rồi mà nó cũng sắp bỏ tao luôn rồi. Cái gì ghê vậy? Lời cái lý do? Nó chê cái gác chân mày ơi, gác chân khó quá với lại mỏi quá. Rồi quẹo vô shop hai bánh đi, tao có cách cứu mày luôn. Đây chính là cái sản phẩm mà khắc phục cái tình trạng để chân sao cũng như là giữ cái tình yêu của mày bền mãi bên chiếc Vespa luôn, đó chính là cái cặp gác chân này đây. Đó, thay có mày. Ừ, mày thay cặp gác chân này vô là bảo đảm luôn, em ngồi sau là gác chân thoải mái nè. Vespa ngồi đằng sau rất là khó để gác chân luôn, thì mới đứng cú thế ở trên cao mới tạo ra những cái mẫu gác chân này nè các bạn. Được làm bằng sắt nha, đó, kéo dài vô nghe tiếng tách tách rất là chất lượng nha. Thì cái gác chân này là gắn như zin dành cho các dòng xe Vespa nè, để khắc phục cái tình trạng là ngồi sau bị mỏi chân thì gác vô là chỉ cần bật ra vậy thôi. Gác lên là nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều luôn nha. Thì nó sẽ có hai màu ở ngay cái phần vị trí gác chân này là đen hoặc là màu trắng nha các bạn ơi. Giá của nó là 550 một cặp.